ta thì gọi là mức tương hoa tương đích. Đấy. Cái 100% là bán hoa bán thì nó được cả tiền nó là chia ý là bán cái này là vừa mà nó sẽ Hồ sơ thì anh chưa rồi. Cảm ơn anh, tôi đi dở, có lấy cái gì nhận thì mong đi dở. Năm chỉ là cái
quyết định của phòng nông nghiệp rồi. Cái mấy con dấu ở đây mấy cái quyết định kiểm tra của phòng nông giang này rồi này, của cái sở hữu trí tuệ làm có cái logo các thứ này là có rồi này, rồi cái gì ba bảy rồi nhở. Mình chưa lên pha tốt vào đâu á. Thôi uống thử lắm rồi. Nhưng nãy là uống thử chén rượu ông. Rượu là xe ăn. Nãy uống tốt vào đâu ta. Tiền được ngân hàng không thao đâu. Sao cũng uống trẻ. Tham bao nhá. Uống trẻ thôi, tôi thì kinh bác. Uống một lắm hết rồi. Không thôi. Nóng nhưng mà cười lên trên lên lên. Đỡ bậc quả. Bậc quả thì nào hớp bậc hớp bậc ăn chất của này nó có cả các chi tiết nữa. Hôm nào cho gửi xuống các chi tiết. Ngọt kéo quá. Các chi tiết quá. Các của mình. Xong nào có quyết định các bác cho lên sàn, các bác bán lên trên sàn. Nhưng mà quách. Sàn thì là mặt dẫn hết rồi. Hôm nào quyết định tổ chức tại đây thôi. Nam tại nhà hàng Trung Phương. Không đặt ngoài nhà hàng mà đấy. Ui chúng đi. Anh có con gà què rồi thì được, không gì đặt thì đặt làm gì. Mà gà nó già lắm. Gà già lắm. Gà quăng. Gà tiên đi. Có mấy con gà lộ sẵn. Tiếng đồng hồ nha. Hôm trước Linh hôm qua còn nhà của Linh đâu đâu uống Linh không tiếng. Gà từ cũng đi chuối. Gà đấy mà gà đấy. Gà xả. Gà chung hai thế bỏ dần cuối năm lâu không thì đâu nhanh đấy nhỉ, sớm xong rồi thì từ nay khoảng chậm nhất là đầu chín có quyết định tạm biệt các ban ngành là ký hết rồi, để chúng ta có ra quyết định là trong cái hôm nay đều họp về tuần này huyện người ta họp từ hôm qua là quay xong được. Mình chuẩn bị mãi mấy tháng hàng tháng à, các bác ở trên núi ăn từ đầu năm chú ạ. Đấy phải giờ, từ tháng 2, tháng 3 rồi nó phải làm hồ sơ cho chú mà đến tận bây giờ tháng 8 giờ cuối sắp xong rồi, giờ thì còn vài nữa. Bây giờ thì nó cơ bản hoàn hoàn rồi, đi rồi học tiếng Anh để xã hội giờ là đến giờ rồi em này bạn đi chỗ từ một cần kiếm xong thì ông được chờ bao giờ đấy. Đây người chủ tịch nữa rồi văn bản thôi văn bản cán bộ không đọc văn bản thôi em có lấy hộp làm gì gì đưa cái cho nó phải hộp quảng cáo là chính là tay sản phẩm đầu tay đầu tay em tham báo hôm nay em vào nhá, hai vợ chồng đang quay ra nhà ở xã đấy một nọ đâu ơi ờ thôi có anh nhảy được nè tôi nghe vợ đấy sẽ đi ngủ quốc anh em làm từ tết đến giờ được cảm ơn nhá quế bảo thôi nhà cháu lọ mặt âm thì năm ngoái đã có thế đâu tiêu mẹ ai 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 chồng mua tận trên Hà Giang người chấp mua ba chai Hà Giang là mặt tử mặt táo heo và mặt mặt gì người ta bảo mình nhá, có cả mặt gừng này, mặt táo mèo, mặt bạc hà, thích với bạc hà người ta bảo nhưng mà nó có từ bạc hoa nhưng mà mặt táo heo thì nó lại không bị đóng đường, mà mặt ông dừng để bị đóng đường nó sao nhiều rồi và đang dừng là đóng đường nó có đóng như thêm không nhiều lắm đó thì ai luôn cái mặt tám đèo thì cho thấy cái khoai đấy để không bị đóng đường mà nó này nó đặc hơn chứ này chắc là nó chưa tách
mật mùa đông, mùa đông cái mùa đấy nó là mật mùa đông mới là mùa tới đây xem mật cả đục đục ngõ xem chảy theo tơ dài này. Ôi vâng, nó chảy đang bảo là nó chỉ loạn hơn cái nha mình để nấu ấy một tí đấy. Năm đầu tiên quay mật rừng và sau chị cho ra đây xong bỏ mật ở trong rừng ở trên Lạng Sơn về, nhưng mà thấy anh mua thì lại mai chứ. Năm đầu tiên đây quay mật rừng và sau chị cho ra đây xong bỏ mật ở trong rừng ở trên Lạng Sơn về, nhưng mà thấy anh mua thì lại mai chứ. Năm đầu tiên quay mật rừng và sau chị cho ra đây xong bỏ mật ở trong rừng ở trên Lạng Sơn về, nhưng mà thấy anh mua thì lại mai chứ. Năm đầu tiên đây quay mật rừng và sau chị cho ra đây xong bỏ mật ở trong rừng ở trên Lạng Sơn về, nhưng mà thấy anh mua thì lại mai chứ. Năm đầu tiên quay mật rừng và sau chị cho ra đây xong bỏ mật ở trong rừng ở trên Lạng Sơn về, nh
cái chai mật ong hoa táo mèo ấy lấy trước ấy, thì nó lại không bị đóng được, nhưng mà cái mật ong hoa rừng đấy thì bị đóng được. Táo mèo nó vào mùa xuân rồi nhỉ, nở hoa từ mùa nở hoa tháng 7 đến tháng 8 này. Cứ phải mùa đông như thế này. Mùa này mặt mét. Mặt mũi giá. Mùa này sẽ lạc, nó sẽ có vị chua. Đó gì mặt mùa này hạn chế, mặt mùa thu ở đâu nữa. Mùa thu cả cả, anh em mình quay cái mùa hoa vải nhạc. Nó cũng tùy từng mấy nào ấy nhá. Cứ vào lấy cái số để đóng ngày tháng năm này. Thì vừa đến trong bảo. Thì gọi này. Cái này nó biết ý nghĩa rồi. Thì mình phải đóng trước thì mình dập trước đó. Ôi, cháu thử dập sau rồi, cháu thử sáng rồi. Dập xong khỏi tay cái không xóa được nữa. Mà được. Mà bực của nó bám được. Mà dập trên cái nền này như bình thường bước đi mình là xóa được nhé. Mình dán vào mình lấy được nhưng mà riêng bực đấy không. Hôm nay mang hết bực thì lấy được rồi. Con đâu bé. Nó như cái chuyện này. Dạ. Nó như con dấu này. Con dấu đấy mình dùng vẫn mãi. Còn người thì rất là nhiều. Cái là lít mà. À lít mà. Đáng ngóng mà là hết. Chay. 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 Một cái ngày sản xuất là một lô thì chú lại vẫn cái dấu đấy để chú be cái phần này đi. Thì chỉ ví dụ như lô không được thay đổi ngày nào ghi sẵn 18 tháng rồi. Rồi chỉ có ngày sản xuất thôi. Còn sản xuất ngày nào đấy xong rồi thì ngày 18 tháng sau thì biết ạ. Cháu sẽ cho số của Tùng. Tại vì mình muốn cái này nó sẽ chịu trách nhiệm với mình trong suốt quá trình đấy. Nó làm nhắn bác rồi. Là nó ví dụ như là trong cái chính sách nguồn gốc chú muốn thêm hay thay đổi thông tin gì thì nó vẫn hỗ trợ chú, mặc dù là ví dụ mình trả tiền rồi xong hết rồi nó vẫn hỗ trợ chú. Đấy thì một là cái tay hôm ấy ông đấy là giám đốc gì đấy thì tay đấy. Đấy. Đó người bác ra mình đấy. Thế thì mình muốn lấy xong thì chú là muốn sau này là muốn có một cái tem của cả hộ gia đình này. Đó. Thì hôm giờ chúng ta bàn cái đoạn đấy rồi. Số điện thoại là những tem chung của tem này này, cái tem này này là trích ra là nó phải của ông chung là ông chung của ông vương của ông vương. Cái này là một người chú phải ra ấy tiêm rồi. Điện này mấy cái bấm rồi. À, thế chú Vương cháu phải tiếng Anh gọi. Hôm cái thằng đấy nó bảo là nếu mà các chú làm thế thì là cái tem ở chai ấy. Tem bé kia làm mới đéo được. Nó vẫn ở cái bé này làm sao mà ra chữ ra tên được. Không, tem ở bé chai là ý là Tùng nó bảo là cái này này. Sao các chú mà đi
ấy, ấy. Các chú có đi in để dán vào cái nhà, ví dụ như là cơ sở Nguyễn Văn Hạnh chẳng hạn, nhưng mà có thì chú lại in cái tên này nó khác đi. Thay đổi cái tên thôi, đổi cái tên thôi. Đi đi xuống dưới cắn đây. Thay đổi cho nó là cái này là phải đầu tư tự nhiên năm năm đấy. Bây giờ là hết là các chú trẻ. Đó, nó cái làm đấy là mình làm khác này này. Bảo nó gửi cho cái mẫu. Mình nhớ để cái chú in ở nhà Hương hay bất cứ nhà ai ở đây cũng được mà. Ừ. Vâng. Đấy, kể cả cái này cái này mang ra bảo nó làm cũng được mà. Phải không? Thì sẽ không in trên một cái tờ. Nhìn tiền. Thế thì cho chú cái số đấy. Đây cháu đang bảo cho chú cái số đấy. Nhưng mà chú hỏi là cái này, chú như đây thì thay đổi cái chữ, chứ mình có thể khác cho trong cái máy này.